gần ra đầu với lại nó chim quá nó. Mình test cái nồi trước khi làm cho anh em xem nha. Nó êm máy hơn ha. Đây là cái chiếc Vario 150. Xe này mình làm full nồi, mở tua với lại thay lọc gió đồ chơi. Cho nó nhẹ nó bốc không. Như là móc bô hai cổ luôn. Nồi thì mình phay cánh bi nè. Đó, bẻ đồ mình vớt theo bài để cái dây cô rô nó leo qua đây luôn. Còn zin nó thường nó lên khoảng 80% mà tới đây là đứng nha. Rồi mình làm bố nè, là so, rồi làm chuông. Rồi mình thay cái lọc gió đồ chơi á, giúp cái lượng gió nó nhiều hơn, xe nó đi nó nhẹ nó bốc, nhưng nó ít hao xăng hơn nữa. Cái zin này chạy thời gian nó hay đóng bụi lắm, với lại nó bằng giấy á, nó không đủ gió. Bây giờ mình lắp vô rồi mình test tốc độ nó, mình chạy thử cho anh em coi nha. Vario khi mình làm full nồi bô với lọc gió, làm nồi mở tô luôn, mình test cho anh em xem nó khác biệt nha. Thường mấy xe này zin nó lên được 120 à. Zin từng cỡ 125, 127 làm nồi nó lên được 150 luôn. Rồi, bây giờ mình ấp cái lốc nồi vô mình test cho anh em xem cái đầu bốc của nó nha. Rất là êm ái, nhẹ nhàng, hết rung lần ở đầu. Bô mình móc vừa nghe, anh em đi chậm thì nó im, nó không có ồn quá. Nẹt nó mới nghe nè. Honda SH350 Vario SH Việt SH300 Vario 160 Thái Vision Vario 350. Đây là đúng chất đại hội Honda nha anh em, toàn xe Honda thôi. Đây SH Việt dọn nguyên con nữa nè. Rim làm máy 54, bay xì dọn, cúp, đi lăng. Hôm nay đúng chất đại hội Honda luôn. Rồi cố gắng xong xe tranh thủ cho anh em nha.